Chuyên mục Nông thôn mới kính chào bà con nông dân và các bạn. Bà con và các bạn thân mến, liên kết sản xuất bao tiêu nông sản là vấn đề đã và đang được ngành nông nghiệp Lâm Đồng ưu tiên thực hiện. Qua thực tế triển khai, những kết quả và khó khăn nào mà các bên tham gia liên kết sản xuất phải đối mặt, giải pháp và định hướng của ngành chức năng ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Nông thôn mới tuần này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, liên kết sản xuất kết hợp bao tiêu nông sản là vấn đề đã và đang được ngành nông nghiệp Lâm Đồng ưu tiên đẩy mạnh. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng mà chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra. Đây là 3.500m2 artiso được canh tác theo hình thức liên kết sản xuất bao tiêu nông sản. Chủ vườn, nhà nông ca ngơi cho biết, diện tích này trước đây gia đình chị trồng các loại rau ăn lá. Để nâng cao thu nhập, ca ngơi đã liên kết với công ty cổ phần Dược Lâm Đồng trong Artiso. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và bao tiêu nông sản. Nhà nông có trách nhiệm đầu tư, chăm sóc Artiso theo đúng quy trình mà các kỹ sư hướng dẫn, nhằm tạo ra một lượng nông sản đảm bảo chất lượng, cung ứng cho doanh nghiệp. Với hình thức đôi bên cùng có lợi như thế, đến nay vườn Artiso này đã cho 6 đợt thu lá với sản lượng 25 tấn. Dự kiến từ nay đến cuối vụ vào khoảng tháng 2 năm 2020, ngoài lá ra thì chủ vườn còn thu thêm thân, bông, rễ artiso. Trước đây nhà mình trồng rau, nhà có nghe bên xã với lại công ty hỗ trợ cây giống artiso, nên là nhà quyết định chuyển đổi cái là trồng artiso. Trong quá trình trồng và chăm sóc, kỹ thuật của công ty vô vượt để hỗ trợ và hướng dẫn bà con. Tới bây giờ thì nhà cũng thu được 6 đợt lá. Với thời tiết và chất đất đảm bảo, Đà Sa, Đà Nhiêm, huyện Lạc Dương là những xã phù hợp để cây artiso sinh trưởng và phát triển cho chất lượng vượt trội. Chính những ưu điểm đó mà công ty cổ phần Dược Lâm Đồng đã phối hợp với huyện Lạc Dương xây dựng vùng nguyên liệu artiso với diện tích dự kiến lên đến 500 hectare. Để thực hiện mục tiêu nói trên, 6 tổ hợp tác đang được hình thành, niên vụ 2018-2019, trên 20 nông hộ đã được doanh nghiệp cung ứng giống để trồng 2 hectare artiso. Đến nay, 50 tấn lá tươi đã được doanh nghiệp thu mua. Theo kế hoạch niên vụ 2019-2020, từ 10 đến 20 hectare artiso sẽ tiếp tục được phát triển với hình thức liên kết bao tiêu nông sản. Cái mô hình này xây dựng bắt đầu từ liên kết với chính quyền. Thì Ủy ban Nhân dân các xã thì bắt đầu là vận động bà con và lên danh sách các hộ tham gia với công ty. Và sau đó thì chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với các xã và mình chọn lựa lại các hộ. Trồng artiso trên địa bàn xã Đà Sa, đây là một chương trình rất có ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thì giải pháp trong thời gian tới thì cũng phối hợp với công ty Ladofa, thành lập các tổ ở các thôn để chúng ta tiện trong việc hỗ trợ. Với hình thức liên kết nói trên, cây artiso đang được đầu tư và có định hướng phát triển ngày càng khoa học. Đây là cơ sở để loài cây dược liệu thế mạnh này phát triển ngày càng hiệu quả trên vùng đất Lâm Đồng. Bà con và các bạn thân mến, rõ ràng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chính là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. Tuy nhiên, để liên kết thực sự bền chặt mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên liên quan, nhiều vấn đề cần được tính đến. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành nông nghiệp cần phải thực hiện. Bởi vậy mà bằng nhiều giải pháp, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển khoảng 500 hợp tác xã tổ hợp tác và trên 120 chuỗi liên kết sản xuất, với sự tham gia của hàng chục ngàn nông hộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng, nếu so với thực tế thì những con số nói trên vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng còn thấp. Cụ thể, những sản phẩm cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết còn chiếm tỷ lệ khá thấp, khoảng 17% đối với chè, 10% cà phê, 8,2% rau củ quả,
gần 1,8% đối với cây hoa. Công ty chè Cầu Đất hiện đang liên kết với khoảng 200 nông hộ trồng chè cà phê ở địa phương. Tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng việc liên kết sản xuất thời gian qua ở doanh nghiệp này gặp không ít khó khăn. Có nhiều cái bất cập trong cái mô hình liên kết bà con nông dân, đó chính là cái độ trễ khi mà chúng ta kết hợp với các bà con nông dân. Độ trễ về vốn, độ trễ về công nghệ cũng như là độ trễ về cách làm, trong đó khó nhất là độ trễ về tài chính và đầu ra cho sản phẩm. Sẽ rất là dễ dàng khi mà chia sẻ những cái kiến thức mới cho bà con nông dân, nhưng để áp dụng được các kiến thức đó vào sản xuất cũng như là tìm kiếm được đầu ra ổn định cho sản phẩm thì đó là những cái bài toán mà chúng tôi đang gặp phải. Theo nhận định của các bên liên quan, để liên kết sản xuất ngày càng bền chặt và hiệu quả dài lâu, các mắt xích trong chuỗi liên kết gồm doanh nghiệp, nông hộ, cơ quan quản lý, v.v. phải thực sự năng động và làm tốt vai trò trách nhiệm của mình. Vai trò đầu tàu của các tổ hợp tác, hợp tác xã cần phải được thể hiện rõ nét. Các doanh nghiệp phải là nhân tố quan trọng trong định hướng thị trường và lựa chọn công nghệ. Bài toán về nâng cao giá trị nông sản phải được các bên đặt lên hàng đầu và cần có giải pháp thực hiện hiệu quả. Vai trò chủ đạo của nhà nước rất là quan trọng. Để cho doanh nghiệp, thứ nhất là có một cái môi trường thuận lợi trong cái việc hợp tác với người dân. Và bà con nông dân cũng tin tưởng doanh nghiệp dồn lực cho cái việc đổi mới sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm, cũng như tiếp cận thị trường, cũng rất là cần cái sự hỗ trợ của nhà nước. Tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh để cho những cái sản phẩm chất lượng được người dân biết đến và tiêu dùng, không bị nhầm lẫn, gây tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp. Cuộc xúc tiến của doanh nghiệp qua kết nối tạo điều kiện của nhà nước, hạn chế được những cái rủi ro, tận dụng được những cơ hội này, tiếp cận được những đối tác, những khách hàng, những thị trường. Rà soát lại cái quy hoạch của các loại sản phẩm chính, chủ lực của địa phương, tổ chức tốt cái sản xuất theo cái hướng hiện đại hóa, từ cái khâu sản xuất đến khâu chế biến, đặc biệt chú ý đến cái khâu chế biến, tạo ra cái sản phẩm có chất lượng cao và nâng cao sức cạnh tranh. Để mà đẩy mạnh liên kết cũng cần phải là thực hiện tốt là tổ chức các cái tổ chức đại diện cho nông dân, tức là kinh tế tập thể, tạo ra một cái đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh, có trình độ, có thị trường, có cái tổ chức sản xuất tốt. Với những giải pháp đó, Lâm Đồng phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 200 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ. Trong đó có ít nhất 70% chuỗi được chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đảm bảo 50% diện tích sản xuất nông nghiệp được quản lý sản xuất an toàn, bền vững. 50% sản lượng nông sản được tiêu thụ qua các hợp đồng liên kết. Thưa bà con nông dân, để giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản một cách thuận lợi và hiệu quả hơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã liên kết với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai chương trình quảng bá mỗi xã một sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn. Nội dung cụ thể của chương trình này sẽ có trong phần trao đổi ngay sau đây ạ. Thưa ông, nội dung cụ thể của chương trình mỗi xã một sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart của chúng ta là gì ạ? Cái sàn thương mại điện tử postmart này thì những cái sản phẩm đặc sản vùng miền nói chung và những sản phẩm OCOP nói riêng sẽ được quy hoạch một cái vùng riêng trên sàn thương mại điện tử. Ở các địa phương thì lên sàn sẽ được cái dán cái nhãn OCOP ở cái logo của nhà cung cấp và dán cái nhãn OCOP lên cái hình ảnh của sản phẩm, làm tăng cái sự tăng cái tính nhận diện của cái sản phẩm đó trên sàn. Và ngoài ra thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ thiết kế một cái công cụ để truy xuất cái nguồn gốc của nhà cung cấp, nguồn gốc của sản phẩm. Thì vâng, vậy thì khi tham gia chương trình mà ông vừa chia sẻ thì các bên cần phải hội tụ đầy đủ những điều kiện gì, cũng như là trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia chương trình mà các bên được hưởng? Mỗi nhà sản xuất đều phải có những điều kiện cụ thể. Tuy nhiên thì ở đây ưu tiên đặc biệt cho những cái sản phẩm OCOP. Đối với những cái sản phẩm mà đối với nhà cung cấp tham gia cái chương trình OCOP có những sản phẩm đủ điều kiện được địa phương công nhận thì hiển nhiên được đưa thông tin sản phẩm lên cái sàn thương mại này. Có những cái sản phẩm mà chưa được đủ điều kiện là cái sản phẩm OCOP thì vẫn được đưa lên sàn, nhưng nhà cung cấp đó phải cung cấp đủ thông tin về cái doanh nghiệp của mình. Thứ hai là cái sản phẩm đưa lên sàn phải đảm bảo chất lượng
và được có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng thì được đưa lên sàn. Ngoài ra thì sàn thương mại này cũng hỗ trợ cho những cái tiểu thương, những hộ gia đình, cá thể sản xuất sản phẩm đưa lên sàn. Nhưng những hộ này chỉ được đăng ký ở cái tài khoản cá nhân để đưa sản phẩm lên sàn và phải có cái địa chỉ thông tin rõ ràng về cái nhà sản xuất đó. Nếu cá nhân đó chưa đủ điều kiện, chưa đủ khả năng để quản lý cái việc giao dịch trên sàn thì sẽ thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ. Đối với sản phẩm OCOP đưa lên sàn thì sẽ được miễn phí sàn 100%, được ưu tiên những vị trí thuận lợi, dễ nhận biết, được miễn phí thuê gian hàng. Cái phí mà giao dịch thành công trên sàn chỉ có 5% thôi, miễn phí 10% cái phí vận chuyển và tối thiểu được miễn 30% cái phí tiếp thị trên sàn. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ. Bà con và các bạn thân mến, trong giai đoạn nắng mưa xen kẽ hiện nay, bà con nông dân trồng cà chua cần có những giải pháp gì để quản lý bệnh mốc xương khoa học và hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Trong thời điểm hiện nay, bà con nông dân chủ yếu là ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, canh tác gần 1.400 hectare cà chua. Để đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản cung ứng cho thị trường, nhiều nhà vườn đã sử dụng giống mới, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến và quản lý các loại sâu bệnh hại trong vườn, nhất là bệnh sương mai, mà nông dân còn gọi là mốc xương, bạo trầu, bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật tại nhiều nông hộ tương đối phổ biến. Hệ quả là nấm bệnh kháng thuốc, phí đầu tư tăng, để lại dư lượng và gây ô nhiễm môi trường. Trong xã Cà Đô này thì nói chung là bà con ở xã cũng chủ yếu là cây cà chua. Nhưng mà để quản lý cái bệnh sương mai trên cây cà chua thì gia đình tôi cũng xử lý nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà thấy nó cũng không đạt hiệu quả. Thời tiết trong cái nắng mưa xen kẽ thì gia đình cũng tăng thêm liều lượng nhưng mà chi phí nó cao hơn. Lần thuốc thì gia đình chuyển qua xài cái Philosai, sản phẩm của Philosai thì thấy nó hiệu quả của xử lý cái bệnh sương mai hơn. Xài thời điểm khoảng 20 ngày trở lên. Cây trồng trong vườn thì cảm thấy nó tốt hơn. Một cây thường thì bình quân nó 2 kg. Cái chất lượng nó cũng hiệu quả mà thương lái nó cũng chấp nhận. Phytosai 50VKP do công ty cổ phần đầu tư hợp trí phân phối có hoạt chất thế hệ mới Dimethomod, ít gây kháng thuốc nên hiệu quả phòng trừ cao, không cần tăng liều, chi phí thấp. Phytosai lưu dẫn theo mạch gỗ dưới tác động của việc bốc thoát hơi nước, giúp bảo vệ lá, cành non mới ra. Phytosai thấm ngang qua bên kia mặt lá để bảo vệ từ cả hai phía. Phytosai hấp thu nhanh vào bên trong cây chỉ trong 1 giờ, nhờ đó hạn chế rượu trôi của mưa hay nước tưới. Phytosai ngăn chặn hình thành bào tử, ức chế hình thành bào tử mới, hạn chế phát tán bệnh trên vườn. Mốc xương là một trong những loại bệnh phổ biến khó phòng trị trên cây cà chua. Để giải quyết cái vấn đề trên thì công ty cổ phần đầu tư hợp trí đưa ra cái sản phẩm Phytosai 50VKP sẽ giúp cho bà con mình ngăn ngừa được cái tình trạng mà bệnh mốc xương đã kháng thuốc. Và ngoài ra đây là một cái hoạt chất được phép sử dụng trên cây rau màu, giúp cho cái nông sản chúng ta an toàn. Bà con mình thường xuyên phải thăm vườn và phun khi bệnh chốm xuất hiện, hoặc có thể là định kỳ bà con mình phun từ 5 đến 7 lần. Với những hiệu quả đã được minh chứng qua thực tế, Phytosai với hiệu lực kéo dài giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, an toàn với môi trường. Sản phẩm này chính là giải pháp tiên tiến giúp nông dân canh tác cà chua đạt được 2 mục tiêu quan trọng mà một nền nông nghiệp tiên tiến đặt ra. Đó là hiệu quả kinh tế đảm bảo, môi trường canh tác bền vững. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chuyên mục nông thôn mới kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.